Trong một nghe người dân nói ở kỳ phát sóng trước đây, phóng viên thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long đã ghi nhận ý kiến của người dân xã Thuận Thới, huyện Trà Ôn về việc sớm đổ đan tuyến kênh đường cầm nhằm giúp cho người dân đi lại và giao thương hàng hóa được thuận lợi dễ dàng hơn. Nhu cầu thực tế này đã được đơn vị thi công lắng nghe và thực hiện. Trong một nghe người dân nói kỳ này, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn niềm vui của người dân ở xã Thuận Thới khi công trình đang dần hoàn thiện đưa vào sử dụng. Những ngày này, người dân ở ấp Dòng Gòn, xã Thuận Thới, huyện Trà Ôn, ai cũng vui mừng khi tuyến kênh đường cầm trên địa bàn xã được đầu tư đổ đan kiên cố, vững chắc, giúp cho việc đi lại giao thương hàng hóa của người dân được thuận tiện, dễ dàng hơn. Trước đây, tuyến đường này là đường đất, và mùa mưa, người dân đi lại rất vất giả, nhất là các em học sinh đến trường. Công trình nằm trong dự án sửa chữa hệ thống thủy lợi Nam Trà Hoa, có chiều dài hơn 2,5 km, bề ngang mặt đường rộng 3,5 m mừng rất là mừng mà vui, vui nữa hồi đó giờ lo bùng là lo xịn giờ được con lộ nói chung là rất là vui được nhà nước đầu tư được con lộ này là nói chung là dân chúng phấn khởi tôi thì mừng lộ ở đây tôi mừng dữ lắm bây giờ trời mưa là hết ra, bởi bỏ, bỏ xe còn bây giờ được tôi mừng quá đi xe đồ cũng khỏe thắng rồi học sinh thì xe cậu đi bình thường chứ không có lộ như một lần một lần á không có đường đi chồng ổ mắng cầu bơi bằng xuồng đưa về lộ lớn mới đi được còn bây giờ nhưng có có lộ rồi thì mình có xe rồi đi tới đây mình cũng mừng rồi mình bán cũng có giá hơn mỗi lần đi lại thì nó dễ dàng hơn hồi xưa hồi đó thì đi học có rất là khó luôn rồi giờ có con lộ này con rất là mừng dự án sửa chữa hệ thống thủy lợi Nam Trà Hoa có tổng mức đầu tư trên 52 tỷ đồng trong này, nhà nước đầu tư kinh phí, nhân dân hiến đất, vật kiến trúc, cây trồng. Hiện công trình đạt trên 60% khối lượng, dự kiến khoảng một tháng nữa sẽ hoàn thành. Chính quyền địa phương đang tiếp tục đôn đốc đơn vị thi công để nhanh tiến độ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại giao thương hàng hóa dễ dàng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.